Vâng anh em ạ, vẫn tên là cắt thôi anh em ơi. Đã bảo rồi, các bạn cứ đấm vào đăng ký kênh và like cho em thì sẽ có những chiếc xe em cắt dần dần, chứ không thể nào cắt cả bãi này được, đúng không ạ? Cái bãi nhiều xe này mà em cứ đăng cắt một phát thì các bác cũng không thể nào mua hết được. Thế là em cứ chọn con nào mà đẹp, chất. Đó, em mang ra em cắt trước để cho các bác có thể là biết được. Đó. Thì hôm nay em sẽ cắt thêm cho các bạn một chiếc không nọ, em cắt một chiếc ghét rồi. Đó. Hôm nay em cắt thêm cho các bạn một chiếc xe này cũng là lần thứ 3 rồi. Đó là một chiếc Mazda. Đó, Mazda này khả năng là rất nhiều người dùng đây. Cái tầm tiền thì trước đây thì trên 300, bây giờ dưới 300. Vậy quý vị chị các bạn nào quan tâm về chiếc Mazda này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và đây là một chiếc Mazda 3S 2.0 sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy của nó là 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Đó, một chiếc Mazda khá là đẹp, một chiếc Mazda quá ok cho anh em. Đó, anh em có thể thấy được. Đó, màu trắng ngọc trinh, trang bị 4 của bánh na răng đúc. Con này là bản full luôn nhé, bản full cửa lóc luôn, máy 2.0 biển Hà Nội. Anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố luôn. Đó, một chiếc Mazda phong cách rất là trẻ trung và thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, rất là bền và lành. Đó, chạy rất là bốc luôn, đăng kiểm vào đến tháng 12 năm 2021 luôn. Đó, form dáng trường đẹp, 4 bánh na răng đúc, 4 phanh ABS, gương kính chỉnh điện. Đó, xinh nhan tích hợp trên gương. Đó, rất là đẹp cho anh em. Trước đây thì con này em bán là 323 triệu, chuẩn là 323 triệu nếu anh em nào đã xem cái video của em. Sau đó em cắt xuống mà còn có 312 triệu. Và bây giờ thì em cắt một phát nữa là còn có 299 triệu cho anh em. Vậy quý vị các bạn nào mà còn muốn rẻ hơn một tí nữa, có thương lượng hơn một tí nữa thì hãy alo, nhấc máy lên alo cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Đó là hai số Zalo của em. Anh các bạn với em sẽ gửi cho các bạn về cái video clip đăng ký đăng kiểm của chiếc xe này. Một chiếc Mazda khá là đẹp. Form dáng rất trẻ trung, 4 lốp khá là mới, 4 lốp Michelin rất là mới luôn cho anh em này. Đó, vành na răng kép 5 trống. Phanh đĩa 4 bánh. Đó, nhìn cái phanh, cái má phanh của nó còn rất là mịn luôn này anh em đấy. À, rất là mịn luôn. Bây giờ ta sẽ mở phần nội thất ra. Và chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da nguyên bản theo xe. Đó, volume được tích hợp trên bô lăng thể thao, số zig zag anh em nhé. Đó, anh em thấy đây. Tất cả cái đinh bấm dàn giật cột kèo của chiếc xe thì Tuấn Anh cam kết cho anh em là không có đâm đụng, đâm xô tai nạn. Đó, không có ngập nước, máy chất gầm chắc, côn số rất là ngọt luôn. Chạy rất là vụt. Đó. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin 100% cho anh em. Đó. Và đây là phần nội thất này, lỉ táp ly của nó lỉ hết này anh em này. Vâng. Âm thanh loa này. Vâng, với một cái giá đã cắt lỗ rồi thì anh em không phải còn suy nghĩ gì. Đảm bảo là sẽ rẻ, đảm bảo là sẽ chất lượng cho anh em. Với cái tầm sedan 2 đầu. Lại hộp số tự động, xe nhập khẩu. Thì đây là một trong những chiếc xe khá là thịnh hành hiện nay. Đó. Cái tầm tiền thì chưa đến 300 triệu. Đó, anh em thấy có thể thấy được. Đó, rất là đẹp. Đó, tất cả này. À, rất là ok cho anh em. Đúng không ạ? Đó, anh em thấy này. Quá ok luôn. Bây giờ ta sẽ mở phần cốp ra để kiểm tra. Còn cốp trên xe. Đó. Cốp của dòng Mazda thì khá là rộng. Khá là rộng, rất là sâu cốp và rộng. Và tất cả cái phần keo chỉ có cốp này của nó còn nguyên hết anh em nhé, nguyên hết này. Đó. Đây, tất cả cái phần trong xe này là rất là ok cho anh em. Đó. Dự phòng, dự phiếc của chiếc xe đầy đủ hết theo xe. Đó, anh em có thấy đây, lốp dự phòng nguyên bản theo xe luôn anh em nhé. Đuôi gió thể thao. Và đây là phần nội thất phía sau. Đó, anh em thấy đây. Khá là ok cho anh em đúng không ạ? Phần trần nỉ nguyên bản được trang bị thêm cả cửa lóc.
Tí chúng ta vào trong chúng ta sẽ kiểm tra phần cửa lóc có hoạt động hay không. Đó, anh em thấy keo chỉ tất cả cái đường keo của nó là keo zin hết nhá. Không có đâm xô, đâm va tai nạn hay ngập nước gì. Đó. Đó, cửa đóng rất chắc luôn. Sinh nhan báo rẽ trên gương, trên sườn có đủ. Đó, rất là đẹp. Đó, anh em thấy đây. Rất là đẹp. Tất cả âm thanh rất là hay luôn. Đó, loa rất là đẹp. Nội thất là ghế da nguyên bản, còn rất mềm mịn. Tất cả cột kèo của nó rất là ok. Đó. Cửa lóc không có rột lát gì anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xuống mở phần vào trong xe và kiểm tra về một số những cái chức năng của chiếc xe này. Đây là phần mặt đồng hồ. Khi chúng ta bật chìa khóa, báo hiệu ABS túi khí đầy đủ hết. Xe chạy 16 vạn. Điều hòa, âm thanh, đầu đài rất là hay. Đó. Auto, điều hòa auto. Khi chúng ta bật auto nghe thấy đây. Rất là mát luôn. Volume được tích hợp trên vô lăng. Đó. Âm thanh rất hay luôn. Tất cả vẫn hoạt động bình thường anh em thấy. Không có màn hình. Đó, nhưng cái này nó là đầu nguyên bản theo xe. Đó, anh em thấy đây. Tất cả hệ thống kính của nó còn rất là đẹp cho mọi người. Đó. Lên xuống rất là ok. Rất là trơn tru. Rất là đẹp. Gương điện này các bạn này. Và đây là cái phần cửa lóc. Cửa lóc anh em nhé. Đỏ, đo là mở cửa. Ở đây, sai. Đó, cửa lóc này vẫn hoạt động bình thường. Đó, ok. Phần chân nỉ của nó thì còn khá là nguyên bản và sạch đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Khá nguyên bản và sạch đẹp. Tất cả những cái gạt mưa phô nước của chiếc xe như thế này thì khá là ok. Bỏ ra 299 triệu, thì anh em đã sở hữu được một chiếc Mazda 3 2.0 bản full. Nội thất của nó rất là đẹp luôn cho anh em. Đó, tất cả từ những cái phần mà đây anh em có thể nhìn thấy, ốp cột, ốp trước của nó khá đẹp. Con này thì cam kết cho anh em không có lỗi. Đó, không có đâm đụng tai nạn, không có ngập nước anh em nhé. Đó, rất là ok cho anh em. Đây, trước đây bán 312 triệu, trước nữa thì bán 322 triệu, bây giờ chỉ còn có 299 triệu cho anh em. Đó, nói có sách mách có chứng đó anh em nhé, nên là anh em cứ yên tâm. Đó, phần gương cụp xòe sinh nhan được tích hợp trên gương anh em này. Đó, báo rẽ trên gương luôn. Đó, rất là ok cho anh em. Đây, một chiếc xe đầy đủ những tiện nghi như thế này, hơn 300 triệu bây giờ chỉ còn có chưa đến 300 triệu. Vậy thì chúng ta có đáng để sử dụng với chiếc xe này không? Đó, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái phần khoang máy của chiếc xe. Khoang máy của chiếc xe thì được trang bị động cơ là 2.0. Đó, anh em nhé. Trang bị động cơ là 2.0. Máy của nó là còn zin, máy zin từ mặt tàn cò cho anh em đây. Đó, máy chưa có động đến một cái gì cờ lê mỏ nếp và cũng không có ngấm dầu, vỏ dầu, gì dầu cho anh em. Đang đóng điều hòa. Vâng, nước làm mát. Đó, máy zin nhá, máy zin từ mặt tàn cò cho anh em thì anh em biết rồi. Và tất cả cái phần ụ giảm sóc như thế này đều không có đâm đụng, đâm pha, đâm xô tai nạn hay ngập nước. Tất cả những cái phần đầu răng, trên răng dưới anh em có thể nhìn thấy này. Đó, anh em có thể nhìn thấy tất cả đều zin hết theo xe. Đó, cái phần đầu răng này, đầu răng còn nguyên, đầu sexy còn nguyên, không có đâm va, đâm xô tai nạn và không ngập nước. 299 triệu cho anh em. Vậy quý vị chứ các bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe mà chỉ có 299 triệu, Mazda 3 đó, 3S 2.0 luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần gầm. Gầm bệ đây anh em thấy chưa?
quá là ok cho anh em. Đó, chỉ với 299 triệu, 299 triệu mà quý vị các bạn đã sở hữu một chiếc Mazda 3S như thế này thì theo em thì khá là ok cho anh em. Và đây là hệ thống đèn, trang bị hệ thống đèn gầm, đèn dài và đèn bi salon khi halogen. Đó, anh em thấy đấy được. Đó, rất là sáng. Vừa rồi thì Tuấn Anh có tuổi phòng cũng giới thiệu qua cho anh em về chiếc Mazda 3S. Đó, được trang bị động cơ là 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc vào Đài Loan. Máy của nó là 2.0 máy xăng, số tự động. Và đang chào bán tại cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với giá là 299 triệu đồng. Nếu quý vị anh chị các bạn nào quan tâm về dòng này, hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn ở những video tiếp theo.